Okay, xin chào tất cả các anh chị nào dịch vụ từ Forex. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chứng của thị trường của Fullerton Market. Chào mừng tất cả các anh chị quay trở lại với Copy Week. Tuần cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những nhà cung cấp chiến lược ở tại Fullerton trên nền tảng Copy Pick và phân tích và có những lưu ý cho các bạn trong quá trình là theo dõi các nhà cung cấp chiến lược này. Và tuần này thì chúng ta cùng xem một nhà cung cấp chiến lược hàng đầu, có lẽ là dù là máy tính đầu tiên nhưng mà chúng ta chưa có phân tích về ông ấy, đó là người Property FX của ông Rick là một người cũng khá quen thuộc với Fullerton. Ông ấy là một người Mỹ và hiện tại đang sống ở Thái Lan. Tài khoản của ông ấy thì có ranking ở thời điểm hiện tại là 91.34, nằm ở mức gọi là đứng cao nhất ở thời điểm hiện tại, mức max drawdown ở mức 62% và trung bình hàng tháng nằm ở mức là 17.85%. Thì đây là cái mức nếu so sánh về tỷ lệ giữa cái lợi nhuận hàng tháng và mức max drawdown và mức âm trạng thái thì chúng ta có thể xét ông ấy nằm ở mức là an toàn. Tuy nhiên thì việc cái mức max drawdown cao cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải xem xét để trong quá trình chúng ta follow máy, chúng ta cần phải set một cái mức bảo vệ tài khoản của mình. Rồi cùng xem chi tiết vào người đàn ông này. Hiện tại tổng người follow máy là 2.357 và cái mức tiền yêu cầu là 439 đô la. Mức lợi nhuận từ lúc tạo tài khoản đến thời điểm hiện tại khá ấn tượng, đó là 1.750 cho 70 lần. Và các anh chị có thể thấy là giao dịch từ tháng 1 năm 2019 và đến thời điểm hiện tại thì năm ngoái mức lợi nhuận 491% và năm nay là hiện tại là 212%. Trong phần mô tả thì ông ấy có nói là mình giao dịch một cái tài khoản lợi nhuận thấp nhưng mà nó là một cái tài khoản có lợi nhuận và các bạn có thể follow được. Rồi, nhìn vào cái báo cáo thì các bạn có thể thấy là về kết quả giao dịch của máy thì cái mức phần trăm những cái lệnh về cái số pip thì nó sẽ nằm ở tầm mười mấy pip thì và thời gian thì nó tầm trong ngày hoặc là trong tuần, không đến cái việc là qua nhiều ngày. Thì cho thấy là ông ấy là một người day trader hoặc là một swing trader, đa phần là chốt trong ngày, day trader. Thì một cái điểm mà chúng ta có thể thấy ở phía dưới này là gì? Về cái số pip trung bình profit của máy là 17.64 và số pip loss của máy là 61, trong khi tổng trade thì số pip trung bình lợi nhuận ra là 6.37. Có nghĩa là những cái lệnh phần trăm thắng của máy khá là phần trăm những lệnh thắng khá là cao. Tuy nhiên thì mỗi lệnh thắng thì không thắng quá nhiều pip. 17.64 nằm ở mức là trên 10 pip follow ok. Cái này có pip của chúng ta đánh giá là có mức 0.7 pip chia tiền phí, nên là việc 17 pip này là khá là ok để chúng ta có thể follow máy. Rồi một cái điểm nữa là gì? Các bạn có thể thấy là mức 6.37%, 6.37 pip lợi nhuận trung bình ra so với cái mức lợi nhuận tổng là 1.750. Thì điều này chúng ta có thể xem xét cái đường sọc màu xanh này, chúng ta có thể thấy là trong cái giai đoạn trước tháng 4 năm 2020 thì ông ấy giao dịch với cái đòn bẩy khá là cao. Còn thời điểm hiện tại thì ông ấy giao dịch đòn bẩy cũng tương đối không phải là quá thấp nhưng mà cũng thuộc hệ là trung bình, cho thấy là cái sự an toàn hơn trong cái tài khoản của mình. Và chúng ta có thể thấy là trong những tháng gần đây thì cho ông ấy lợi nhuận không phải như là những tháng trước đây là ví dụ 60%, 107%, tháng gần đây thì 3.8, 1.2. Đấy, trước tháng 4 thì 0.16, 18, 52%. Mỗi con số khá là an toàn và các bạn có thể nếu mà follow nhập cái chiến lược này thì chúng ta hãy đặt một cái mức set
bảo vệ tài khoản của chúng ta, bởi vì khả năng là những lệnh không có stop loss. Lệnh thắng thì ở mức 75.79%. Giao dịch tốt nhất tại lợi nhuận là 12.91% tài khoản, và lợi nhuận là 216 pip. Còn giao dịch tệ nhất là âm 17.19% và lợi nhuận và cái số pip âm là 459, thì cho thấy là ông ấy cũng có những cái quản lý về mặt số lot giao dịch, chứ không phải là giao dịch không có kiểm soát. Ông ấy cũng là người khá có kinh nghiệm trong cái thị trường này và giao dịch rất là tốt. Và người cũng có chiến lược này thì các anh chị có thể tìm hiểu và phân tích, tìm hiểu và follow ông ấy. Nhớ là chúng ta hãy luôn set một cái mức bảo vệ tài khoản của chúng ta, đó là cho cái sự an toàn cho tài khoản của chúng ta. Mức bảo vệ tài khoản là khoảng 62%, tại vì 2 tháng 17.85 cũng khá là tốt để mà có sự đánh đổi. Rồi, một lần nữa thì đây là cái phân tích của Property FX, các anh chị có thể tham khảo. Và nếu mà anh chị nào chưa có tài khoản copy giao dịch tại Fullerton thì các anh chị có thể click vào link bên dưới để tạo tài khoản dịch với chúng tôi. Rồi tôi xin mời tất cả các anh chị, nếu anh chị có bất cứ câu hỏi nào thì các anh chị có thể đặt xuống trong cái phần comment, tôi sẽ trả lời cho các anh chị. Đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.